Mới đây, mẫu ô tô điện Trung Quốc Huling Hongguang Mini F bất ngờ được giao bán trên một hội nhóm về ô tô trên trang mạng xã hội Facebook. Theo đó, mẫu Huling Hongguang Mini F này được bán ra với mức giá chỉ 46 triệu. Với mức giá chỉ nhỉnh hơn Honda Vision vài triệu, Huling Hongguang Mini F nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người dùng. Huling Hongguang Mini F không còn là cái tên quá xa lạ bởi đây là một trong những mẫu ô tô điện ăn khách nhất nhì thị trường Trung Quốc khi nhận tới 20.000 đơn đặt hàng chỉ sau một giờ mở bán. Mẫu xe này được thiết kế hướng đến mục đích di chuyển trong khu vực nội đô. Hu Hongguang Mini F có kích thước tương đối nhỏ gọn với chiều dài rộng cao lần lượt là 2.917 mm, 1.493 mm, 1.621 mm cùng chiều dài cơ sở 1.940 mm. diện mạo của Hu Hongguang Mini F không quá nổi bật với thiết kế vuông vức. Mặc dù khá nhỏ gọn, nhưng Hu Ling Hongguang Mini F vẫn cung cấp cho người dùng khoang nội thất với cấu hình 4 chỗ ngồi. Tuy nhiên, vì thế nên Hu Ling Hongguang Mini F không có khoang hành lý. Thuộc phân khúc ô tô giá rẻ nên trang bị và tính năng trên Hu Ling Hongguang Mini F cũng chỉ ở mức cơ bản. Mẫu xe Trung Quốc này sử dụng mô tơ điện với công suất tối đa 27 mã lực và mô men xoắn cực đại 85 Nm. Theo thông tin được đăng tải. Huling Hongguang Mini F có phạm vi hoạt động tối đa 60 km sau một lần sạc. Có không ít ý kiến cho rằng với mức giá siêu rẻ, Huling Hongguang Mini F có thể được xem là lựa chọn hợp lý dành cho những bà nội trợ với nhu cầu di chuyển không quá xa và tiết kiệm chi phí. Trái lại, một số người dùng lại cho rằng việc sử dụng mẫu ô tô điện giá siêu rẻ này là không khả thi. Huling Hongguang Mini F vẫn khiến nhiều người tiêu dùng Việt nghi ngại. Phạm vi hoạt động của Huling Hongguang Mini F sau một lần sạc cũng là trở ngại khiến nhiều người đắn đo khi xuống tiền. bên cạnh đó, nhiều người lo ngại khi mẫu gu linh hong Guang mini f này trên thực tế vẫn chưa được đăng kiểm tại nước ta.